Vâng, nơi đây anh đã gặp em. Có bầu trời mộng mơ và hoa vàng rực rỡ. Có tình yêu luôn xuân sao chào đón, để mong sao kiếm tìm được hạnh phúc cho quê hương, cho đất nước và cho cuộc sống của riêng mình. Thì trong lao động ấy đã chớm nở một tình yêu. Vâng, và tình yêu của Nhật Thành và Thanh Ngọc ngày càng lớn dần theo thời gian, ngày càng mãnh liệt hơn, ngọt ngào hơn và đằm thắm hơn. Và một ngày đẹp trời thì chú rể Nhật Thành đã ngỏ lời với cô dâu Thanh Ngọc rằng: Thanh Ngọc thân yêu, anh hỏi em yêu anh đến bao giờ? Lúc này thì cô dâu Thanh Ngọc của chúng ta đôi má ửng hồng và cũng thể thể trả lời rằng: Dạ thưa anh Nhật Thành, em trả lời suốt kiếp mãi bên anh. Nếu anh là hàng cau xanh trước ngõ, hoa trắng ngần ngát ngát đến thơm tho, em sẽ là dây trầu trong cổ tích, quấn thân cau cho được nhớ thương tình. Để rồi ngày hôm nay họ đã đạt đến đỉnh cao của tình yêu, đó là hạnh phúc lứa đôi. Và được sự tìm hiểu chín muồi của đôi bạn trẻ, được sự nhất trí của hai bên gia đình tại quê hương, cùng với sự vun đắp chân tình của các cô, các chú, các anh, các chị cùng toàn thể quý vị và các bạn, thì cho đến ngày hôm nay, một ngày đẹp trời tại Korea, thì một lễ cưới trang trọng và lịch sự đang được diễn ra tại đây. Đó là kết quả tình yêu của đôi bạn trẻ để đánh dấu tình yêu của mình bước sang một trang mới. Trước sự hiện diện của các vị khách chúng ta trong trường ngày hôm nay, thì chúng ta không biết nói gì hơn là chúc cho Nhật Thành và Thanh Ngọc trăm năm hạnh phúc, trọn đời bên nhau như dây trầu vẫn chặt thân cầu và tin trầu nghĩa vợ trước sau bạn ông. Vâng, kính thưa quý vị, thì bằng lời ca tiếng hát thì ban nhạc Sao Mai của chúng tôi sẽ gửi tới toàn thể quý khách chúng ta trong buổi trường ngày hôm nay những ca khúc thật tuyệt vời, thật lãng mạn và thật trữ tình để mừng ngày hạnh phúc. Vâng, và để mở đầu ca khúc chúc mừng hạnh phúc, tôi xin trân trọng giới thiệu ca khúc Hào Khí Việt Nam do anh Việt Hoài. Vâng, một trong một tay thật lớn để cùng chào đón anh Việt Hoài. Vâng, xin mời. Anh xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em đến đây cùng chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc. Chúc cho mọi người ở đây có một hôm thật là vui vẻ. Sau đây em xin gửi đến tất cả mọi người một bài hát Hào Khí Việt Nam. Anh xin bắt đầu.
trong cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Chào một tay lửa lớn dành cho anh Việt Hoài ạ. Vâng, một giọng nam cao thật tuyệt vời mà anh Việt Hoài đã gửi tới toàn thể huấn trường của chúng ta. Và tôi xin được thay lời cho cô dâu chú rể xin chân thành cảm ơn anh và chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và một kỳ Trung thu vui vẻ bên gia đình của mình. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, cây chung thì hai họ cùng chồng, rể dâu thì đâu cũng là con một nhà. Đẹp lòng cô bác mẹ cha, dâu hiền rể thảo mới là đạo con. Có lẽ sống ở đời này luôn thế, người với người sống để yêu nhau. Sau đây hai họ trao câu ân tình. Vâng, sau đây tôi xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn của nhà gái sẽ lên có đôi lời phát biểu ý kiến và trao dâu hiền. Vâng, một tràng tay thật lớn để cùng chào đón vị trưởng đoàn nhà gái. Vâng, xin mời. Kính thưa thôn trưởng, kính thưa quan viên hai hộ, bạn bè thân hữu gần xa đã bỏ ít thời gian đến đây để dự buổi lễ thần hôn của hai con chúng tôi, Nhật Thần và Thân Ngọc. Hôm nay là ngày vui của hai con. Tôi xin chúc cho hai con mãi mãi yêu thương và trọn đời bên nhau. Ông cha ta có câu: trai lớn thì dừng vợ, gái lớn thì gả chồng. Sau một thời gian tìm hiểu của hai con, Nhật Thần và Thân Ngọc, được sự nhất trí của hai gia đình cho phép hai con lập gia đình. Tuy hai con đã lớn, nhưng kinh nghiệm cuộc sống còn rất non kém, cần sự chỉ dẫn của hai bên gia đình giúp đỡ, dạy bảo cho hai con được trưởng thành hơn. Hôm nay tôi xin gửi gắm bé Thân Ngọc về bên phía Xu Gia Hồ nhà Nam, giúp đỡ chỉ dẫn cho cháu nó trở thành dâu hiền thảo. Cuối cùng tôi xin chúc hôn trường và bạn bè thân niên nam nữ gần xa một lời chúc sức khỏe. Xin cảm ơn. Sau đây là ngày vui của hai con, thì tôi là ba thì chúc cho hai con là trăm năm hạnh phúc, và tôi có một món quà nhỏ để tặng trong ngày cưới của hai con. Thank you.
Nga chỉ có vài lời, nhà gái phát biểu mọi người cảm thông. Vâng, vị trưởng đoàn nhà gái cũng có những lời tâm tư tình cảm của mình và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cô dâu chú rể cùng toàn thể huân trường cưới chúng ta, và đã dành món quà thân thương ý nghĩa để cho cô dâu chú rể chúng ta trong người hạnh phúc trong huân trường ngày hôm nay. Và tôi xin được thay lời cho cô dâu chú rể xin kính chúc vị trưởng đoàn của nhà gái luôn mạnh khỏe, thật hạnh phúc và một kỳ nghỉ Trung thu vui vẻ và thật hạnh phúc. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, và để tiếp nối chương trình văn nghệ mừng ngày hạnh phúc cho đôi vợ chồng ta trong trường ngày hôm nay với ca khúc Cảm ơn tình yêu do bạn nữ Thanh Truyền. Vâng, một trong tay thật lớn được cùng chào đón bạn Thanh Truyền lên sân khấu. Vâng, xin mời ạ. À.